Tập đoàn Nova được thành lập ngày 18 tháng 9 năm 1992, tiền thân là công ty thương mại Thành Nhơn. Năm 2007, tập đoàn tái cấu trúc và hợp nhất các công ty thành hai nhóm. Anova Corp hoạt động trong lĩnh vực thiết lập chuỗi giá trị cung cấp nguồn thực phẩm sạch chất lượng cao. Novaland Group hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Năm 2009, tập đoàn Novaland đã khởi công dự án đầu tiên Sunrise City với vốn đầu tư lên đến 500 triệu đô la Mỹ. Đây là dự án khu phức hợp kiểu mẫu, khắc ghi dấu ấn và gây dựng nên thương hiệu của Novaland trong lĩnh vực bất động sản. Trải qua hành trình hơn 1/4 thế kỷ hình thành và phát triển, tập đoàn Novaland đã trở thành nhà phát triển bất động sản uy tín hàng đầu tại Việt Nam, được khách hàng tin yêu. Novaland đã và đang cung cấp cho thị trường nhiều sản phẩm đa dạng, phát triển trên 40 dự án nhà ở tại các vị trí trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh. Tập đoàn Novaland hiện là công ty niêm yết trong nhóm VN30. Novaland vẫn tập trung nguồn lực chính cho thị trường nhà ở tại thành phố Hồ Chí Minh và đang từng bước mở rộng phát triển các sản phẩm du lịch và bất động sản du lịch nghỉ dưỡng tại các thành phố có tiềm năng du lịch lớn như Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu, Phan Thiết, Ninh Thuận, Cam Ranh nhằm tạo ra thật nhiều điểm đến hấp dẫn đạt chuẩn quốc tế, góp phần ghi dấu ấn của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới. Với chiến lược phát triển bền vững, Novaland triển khai nhiều dự án nội bộ nhằm củng cố đội ngũ và nâng cấp hệ thống quản trị, nâng cao chính sách phúc lợi, lương thưởng xứng đáng với danh vị là một trong những nơi làm việc tốt nhất Việt Nam. Khả năng quản lý tài chính tốt, chiến lược đầu tư M&A hiệu quả và quỹ đất lớn với 6,5 triệu mét vuông dành cho bất động sản nhà ở và khoảng 1.000 hecta dành cho bất động sản du lịch nghỉ dưỡng. Đây là những nhân tố quan trọng sẽ giúp Novaland phát triển ổn định và dài hạn trong chặng đường sắp tới. Kinh doanh hiệu quả và đóng góp tích cực cho cộng đồng với tổng ngân sách hơn 250 tỷ đồng qua các hoạt động CSR trong 3 năm trở lại đây. Novaland vinh dự được trao tặng nhiều giải thưởng từ các tổ chức uy tín trong và ngoài nước. Mỗi một quốc gia đều có những thương hiệu biểu tượng cho sự hùng mạnh của quốc gia đó. Novaland với giá trị cốt lõi, chính trực, hiệu quả, chuyên nghiệp sẽ sớm đạt được hoài bão của mình. Novaland cho cuộc sống bừng sáng.